Những điểm đến du học hấp dẫn nhất hiện nay đều có chính sách riêng về việc làm cho sinh viên quốc tế. Các nước đang ngày càng điều chỉnh và cải tiến quy định để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du học sinh trong việc thâm nhập và thị trường lao động. Trong tình hình tỷ lệ thất nghiệp tăng cao do ảnh hưởng của đại dịch, việc có một chính sách việc làm cho sinh viên quốc tế giúp tạo sự an tâm cho họ trong việc lựa chọn quốc gia đào tạo. Một số xu hướng chung trong chính sách việc làm dành cho du học sinh gồm quy định thời gian ở lại sau tốt nghiệp, ưu tiên cho những ngành học cụ thể, và tạo điều kiện cho việc thực tập và làm việc trong thời gian học tập. Trong số các quốc gia thu hút nhiều du học sinh nhất, sau đây là một số ví dụ về chính sách việc làm cho sinh viên quốc tế. Sao sao 1. Mỹ sao sao. Mỹ đã thiết lập chương trình OPT Optional Practical Training cho du học sinh. Theo đó, sau khi tốt nghiệp, du học sinh được phép làm việc trong thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng tùy thuộc vào ngành học với những ngành STEM được ưu tiên gia hạn. Điều này tạo cơ hội cho du học sinh tham gia vào thị trường lao động Mỹ và tích lũy kinh nghiệm. Sao sao 2. Canada sao sao. Canada cung cấp chính sách PGWP Post-Graduation Work Permit cho du học sinh tốt nghiệp. Theo đó, du học sinh có thể làm việc tại Canada trong khoảng thời gian tương đương với thời gian học tập, tối đa lên đến 3 năm. Chính sách này giúp du học sinh có cơ hội ứng dụng kiến thức và kỹ năng họ học được trong môi trường thực tế. Sao sao 3. Úc sao sao. Úc cho phép du học sinh có visa du học dài hạn tham gia vào chính sách Subclass 485 Temporary Graduate Visa. Tùy thuộc vào loại học vụ, du học sinh có thể ở lại Úc để làm việc trong thời gian từ 18 tháng đến 4 năm. Điều này giúp du học sinh trải nghiệm cuộc sống và làm việc tại Úc sau thời gian học tập. Sao sao 4. Anh sao sao. Vương quốc Anh cung cấp thị thực Graduate Visa cho du học sinh tốt nghiệp. Thời gian cho phép ở lại phụ thuộc vào loại bằng cấp từ 2 đến 3 năm. Chính sách này giúp du học sinh có thời gian để tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành học của mình. Trong tình hình cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động toàn cầu, chính sách việc làm cho sinh viên quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân các tài năng quốc tế, đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế và đổi mới trong các quốc gia đón nhận họ. Những điểm đến du học hấp dẫn nhất hiện nay đều có chính sách riêng về việc làm cho sinh viên quốc tế. Các nước đang ngày càng điều chỉnh và cải tiến quy định để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du học sinh trong việc thâm nhập và thị trường lao động. Trong tình hình tỷ lệ thất nghiệp tăng cao do ảnh hưởng của đại dịch, việc có một chính sách việc làm cho sinh viên quốc tế giúp tạo sự an tâm cho họ trong việc lựa chọn quốc gia đào tạo. Một số xu hướng chung trong chính sách việc làm dành cho du học sinh gồm quy định thời gian ở lại sau tốt nghiệp, ưu tiên cho những ngành học cụ thể, và tạo điều kiện cho việc thực tập và làm việc trong thời gian học tập. Trong số các quốc gia thu hút nhiều du học sinh nhất, sau đây là một số ví dụ về chính sách việc làm cho sinh viên quốc tế. Sao sao 1. Mỹ sao sao. Mỹ đã thiết lập chương trình OPT Optional Practical Training cho du học sinh. Theo đó, sau khi tốt nghiệp, du học sinh được phép làm việc trong thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng tùy thuộc vào ngành học với những ngành STEM được ưu tiên gia hạn. Điều này tạo cơ hội cho du học sinh tham gia vào thị trường lao động Mỹ và tích lũy kinh nghiệm. Sao sao 2. Canada sao sao. Canada cung cấp chính sách PGWP Post-Graduation Work Permit cho du học sinh tốt nghiệp. Theo đó, du học sinh có thể làm việc tại Canada trong khoảng thời gian tương đương với thời gian học tập, tối đa lên đến 3 năm. Chính sách này giúp du học sinh có cơ hội ứng dụng kiến thức và kỹ năng họ học được trong môi trường thực tế. Sao sao 3. Úc sao sao. Úc cho phép du học sinh có visa du học dài hạn tham gia vào chính sách Subclass 485 Temporary Graduate Visa. Tùy thuộc vào loại học vụ, du học sinh có thể ở lại Úc để làm việc trong thời gian từ 18 tháng đến 4 năm. Điều này giúp du học sinh trải nghiệm cuộc sống và làm việc tại Úc sau thời gian học tập. Sao sao 4. Anh sao sao. Vương quốc Anh cung cấp thị thực Graduate Visa cho du học sinh tốt nghiệp. Thời gian cho phép ở lại phụ thuộc vào loại bằng cấp từ 2 đến 3 năm. Chính sách này giúp du học sinh có thời gian để tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành học của mình. Trong tình hình cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động toàn cầu, chính sách việc làm cho sinh viên quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân các tài năng quốc tế, đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế và đổi mới trong các quốc gia đón nhận họ. Sinh viên quốc tế có mong muốn xây dựng tương lai sau thời gian du học thường đối mặt với các chính sách việc làm đa dạng tại các nước mà họ chọn học. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về chính sách việc làm cho sinh viên quốc tế tại một số quốc gia. Sao sao Pháp sao sao. Sinh viên tại Pháp có thể tạo cơ hội cho bản thân thông qua việc thành lập công ty hoặc tìm việc trong lĩnh vực chuyên ngành của mình. Để đủ điều kiện ở lại và làm việc, sinh viên cần có thu nhập tối thiểu hàng tháng trên 2.620 euro, vượt xa mức lương trung bình ở Pháp. Một khi đã có việc làm,
họ có thể xin giấy phép làm việc kéo dài 4 năm. Ngoài ra, sinh viên đang theo học tại Pháp được phép làm việc 964 giờ mỗi năm trong hoặc ngoài khuôn viên trường. Sao sao Nhật Bản. Sinh viên nước ngoài ở Nhật Bản có cơ hội tham gia hoạt động tìm việc làm sau khi hoàn thành chương trình học. Để đạt điều kiện, sinh viên cần có bằng tốt nghiệp đại học trong 5 năm gần đây và chứng minh tài chính, tối thiểu 200.000 yên. Sau khi được cấp phép, du học sinh có thể ở lại tối đa 2 năm sau khi tốt nghiệp. Sinh viên chưa tốt nghiệp có thể làm việc không quá 28 giờ một tuần trong thời gian học và 8 giờ một ngày trong kỳ nghỉ. Sao sao Trung Quốc. Sinh viên quốc tế tốt nghiệp cử nhân tại Trung Quốc có thể xin giấy phép lao động nếu đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc. Điều kiện này không áp dụng đối với sinh viên tốt nghiệp tại một số trường thành viên của Đại học Thượng Hải hoặc có bằng thạc sĩ từ các trường đại học Trung Quốc. Sinh viên quốc tế có thể học và làm việc trong và ngoài trường không quá 8 giờ mỗi tuần và không quá 40 giờ mỗi tháng.